Đấy, bước 1 đó là gì ạ? Hãy đóng vai nhà biên kịch phim nổi tiếng thế giới, cho tôi kịch bản quảng cáo với mô hình câu chuyện tò mò gây sự hấp dẫn cho người nghe. Đối tượng khách hàng hướng tới là những người mong muốn có thêm công việc kinh doanh để tạo ra thu nhập 50 triệu mỗi tháng. Trong kịch bản có hai nhân vật, hai người bạn cũ gặp nhau buổi họp lớp. Họ xuất phát điểm giống nhau nhưng hai người có hai đi hai con đường khác nhau. Đấy, chỉ vì sự lựa chọn khác nhau. Một người tên là Hải, một người tên là Bình. Đấy, nhưng sau này thì Huy bảo nó là chuyển Bình sang thành Yến. Đó. Hải là người thành công, hạnh phúc, khỏe mạnh nhờ biết cách nắm bắt cơ hội affiliate cùng công ty Lightwood. Còn Bình thì khó khăn mọi mặt, đang thất vọng với cuộc sống. Bạn chưa biết gì cả, hãy nói vâng nếu bạn hiểu những điều tôi đưa ra, sau đó chờ tôi cung cấp thêm thông tin. Đấy, được chưa ạ? Đó. Rồi, nó bảo vâng, nó hiểu này, cung cấp thêm thông tin này. Đấy, thì ở đây mình cung cấp thêm thông tin, một số thông tin cho cái mô hình kinh doanh đó. Đó. Và sau đó thì nó bắt đầu nó viết, đúng không ạ? Đấy, nó viết này, khung cảnh này, đấy, giọng dẫn này, đấy, camera chuyển cảnh này, đấy, Hải này, Bình này, đấy, camera chuyển cảnh này. Đó. Thì đoạn này nó đấy, mình mới viết tiếp xuống đây, mình lại tiếp tục viết tiếp xuống đây. Đó. Rồi. Chỗ này thì mình yêu cầu nó viết lại với thay đổi cái bạn bạn Yến là bạn nữ thay cho bạn Bình. Và nó viết lại tương tự như vậy, nó chỉ có thay mỗi bạn Yến à bạn à, Bình bằng bạn Yến, mỗi thế thôi. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần kịch bản, được chưa ạ? Xong phần kịch bản của cái gì ạ? Của câu chuyện. Và sau đó thì chúng ta copy cái kịch bản đó ra một cái file file doc. Đây.